Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 27 tháng 7, Công an huyện Biên Lức, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy, 36 tuổi, Bùi Hồng Quân, 27 tuổi, cùng thường trú thành phố Hà Nội, hiện ngụ xã Thành Phú, huyện Biên Lức và Trần Thị Y Bình, 22 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, công an tỉnh Long An phát hiện nhóm người trên có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Ngày 19 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An phối hợp với công an các huyện Bến Lức, Châu Thành, thành phố Tân An mời làm việc với bốn người gồm Huy Quân, Bình và TTN, 28 tuổi, thường trú thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hiện ngụ xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, công an thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Theo đó, nhóm của Huy đã cho nhiều người vay với số tiền mỗi lần từ 2 đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 120% đến 360% một năm. Riêng trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 7, có 118 khoản vay trên 103 người vay, với tổng tiền cho vay là hơn 1,26 tỷ đồng tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 271 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự làm việc 18 người vay tiền của nhóm đối tượng với tổng tiền vay hơn 1,6 tỷ đồng. Tổng số tiền mà nhóm cho vay thu lợi bất chính hơn 302 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của Huy, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 1,187 gram ketamine. Huy khai nhận đã mua qua ứng dụng Telegram vào ngày 14 tháng 7 năm 2024 với giá 1 triệu đồng để sử dụng. Nhóm đối tượng trên đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt và chuyển giao cho Công an huyện Bến Lức khởi tố tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Ngày 25 tháng 7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án vụ 23 bị cáo gồm các cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới và hàng loạt công chức về các tội tham mô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn. Theo đó, các bị cáo Nguyễn Hồng Viễn, 53 tuổi Vũ Minh Thao, 61 tuổi, cùng là nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Nguyễn Tuấn Minh, 37 tuổi, Lê Quốc Điền, 43 tuổi, cùng là nguyên phó Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Nguyễn Thị Diễm Thúy, 45 tuổi, trưởng phòng Tài chính kế hoạch. Lăng Thanh Phong, 49 tuổi, phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới nợ một khoản tiền để chi hoạt động thăm hỏi chúc Tết Nguyên đán. Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện nợ ông Lê Văn Dứt, chủ quán Út Lanh, số tiền hơn 275 triệu đồng. Nợ một cán bộ công an huyện Trợ Mới, số tiền 300 triệu đồng và tạm ứng của phòng tài chính kế hoạch huyện hơn 1,3 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, thường trực Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các bị can gồm Ngô Hoàng Hiếu, chủ tịch đã chết, Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch, Nguyễn Hồng Viễn, Phó Chủ tịch, Nguyễn Văn Ven, Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã chết. Lê Quốc Điền, Phó Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Nguyễn Tuấn Minh, Phó Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ. Trong các cuộc họp, ông Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh quyết toán kinh phí gửi tiền về cho Ủy ban Nhân dân huyện sử dụng, đồng thời giao cho ông Viễn cùng Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tham mưu cho thường trực ủy ban nhân dân huyện phương án thực hiện. Sau các cuộc họp, ông Viễn trực tiếp họp phân công cho các ông Ven, Điền, Hoặc Minh liên hệ với chủ tịch ủy ban nhân dân các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về huyện. Thực hiện ý kiến, các chủ tịch ủy ban nhân dân xã trên đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình, giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công. Thông qua đó, quyết toán khống lấy tiền gửi cho ủy ban nhân dân huyện gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,5 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt hai cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trợ mới là ông Nguyễn Hồng Viễn và Vũ Minh Thao cùng lãnh mức án 11 năm tù về tội tham mô tài sản. Cùng tội danh này có 16 bị cáo bị tuyên các mức án từ 3 đến 10 năm tù, có 3 bị cáo bị phạt từ 2 đến 3 năm tù treo, thời gian thử thách từ 4 đến 5 năm. Đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có 3 bị cáo bị tòa tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù treo, thời gian thử thách từ 4 đến 5 năm. Đối với tội danh mua bán trái phép hóa đơn, có 2 bị cáo là doanh nghiệp bị tuyên phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng tuyên buộc các bị cáo cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan 1 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch hôm 25 tháng 7 cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai QCG tiếp tục nằm sàn phiên thứ năm liên tiếp với 6.800 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu QCG đã sụt giảm hơn 30% chỉ trong 5 ngày qua, làm bốc hơi 811 tỷ đồng giá trị vốn hóa so với trước thời điểm có tin CEO bị bắt tạm giam xuống 1.871 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư ôm mã QCG thêm một phiên bị kẹt hàng khi chỉ khớp được 51.000 đơn vị và còn tới hơn 6,1 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn không chỉ QCG, cổ phiếu LDG cũng là cái tên nằm sàn trong phiên giao dịch hôm 25 tháng 7 khi chỉ có giá 2.410 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu LDG dù khớp lệnh cao hơn với 3,77 triệu đơn vị nhưng cũng còn rất nhiều nhà đầu tư chưa thể bán bởi còn hơn 23,3 triệu đơn vị dự bán giá sàn. Một cái tên đáng chú ý khác là HVN khi cũng giảm sàn về 20.200 đồng, khớp hơn 7,33 triệu đơn vị giá cổ phiếu ở ngưỡng này đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 với 10 phiên gần nhất đều giảm, trong đó có tới 6 phiên giảm sàn, đe dọa nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu này. Chốt phiên hôm 25 tháng 7, chỉ số VN Index còn 1.233 điểm, giảm 5,28%, Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 484,4 triệu đơn vị, giá trị 11.719,3 tỷ đồng, giảm 35% về khối lượng và 34% về giá trị so với phiên hôm 24 tháng 7. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 63,3 triệu đơn vị, giá trị 2.062 tỷ đồng. Trên sàn HNX có 58 mã tăng và 103 mã giảm, chỉ số HNX Index giảm 0,92 điểm, tương đương âm 0,39%, xuống 235,25 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 34,55 triệu đơn vị. Giá trị 687,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,1 triệu đơn vị, giá trị 94,8 tỷ đồng. Cổ phiếu NTP duy trì được mức tăng tốt, dương 6,5% lên 61.000 đồng. Các mã CEO, LIG, C69 nhích hơn 2%. Cổ phiếu TNG, LAS tăng nhẹ. Trong khi đó, chỉ số upcom index giảm 0,02 điểm, âm 0,02% xuống 94,51 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,9 triệu đơn vị, giá trị 404,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,34 triệu đơn vị, giá trị 21,1 tỷ đồng. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, một nhân vật có liên quan mật thiết với nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Trịnh Văn Quyết là Doãn Văn Phương bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhân vật này từng làm tổng giám đốc FLC chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng flc faros ông doãn văn phương nguyên là tổng giám đốc tập đoàn flc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng faros một nhân vật rất quan trọng trong hệ sinh thái flc của ông trịnh văn quyết ông phương có trình độ thạc sĩ cư trú tại mỹ đình hà nội là cử nhân luật tại đại học luật hà nội và là một trong những cổ đông sáng lập của tập đoàn flc ông còn có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Gix, mỹ ông doãn văn phương Giữ các vị trí chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Ngoài ra, Doãn Văn Phương còn giữ vị trí như thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông Dược HAI, mã chứng khoán HAI. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2015, ông Phương từ nhiệm tại KLF. Tháng 7 năm 2017, ông Phương thôi làm chủ tịch tại Nông Dược HAI. Theo cáo trạng Doãn Văn Phương là người tham mưu cho Trịnh Văn Quyết, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương và được quyết giao trực tiếp thực hiện thủ tục mua công ty FLC Faros, ký các thủ tục tăng vốn điều lệ, ủy thác đầu tư. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến ngày 9 tháng 11 năm 2016, Phương đã chỉ đạo các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và nhân viên thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, và đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros. Nhờ đó, Trịnh Văn Quyết và Đồng Phạm đã bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Doạn Văn Phương đã ký nhiều biên bản, hồ sơ, chứng từ, hợp thức hạch toán, kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, Phương ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Faros, ký 12 ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của các cá nhân khác nhau để tạo dòng tiền, hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Bản thân ông Phương từng gây chú ý trên truyền thông khi kết hôn ở tuổi 39 với Hoa hậu 21 tuổi. Trong lễ ăn hỏi diễn ra năm 2017, Ông Phương đã tặng vợ siêu xe Rolls-Royce trị giá khi đó khoảng 18 tỷ đồng. Sau đó, hai người ly hôn vào năm 2021. Dù được xác định có vai trò quan trọng, nhưng bị can Doãn Văn Phương đang bỏ trốn. Cơ quan công tố xác định ông Phương đã xuất cảnh sang Anh và chưa trở lại Việt Nam nên cơ quan điều tra đã tách hành vi của ông này để xử lý sau.